Nói chung là gym phục vụ cuộc sống mà. Nó phải là một thằng nó tập gym nó đẹp và nó phải kiếm tiền nhiều. Nó phải giỏi nữa. Thì nó mới thành cái ký của anh. Vlog thực hành. Thiết thực. Cụ thể. Châm biếm. Hài hước. Phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao, gym chúa Duy Nguyễn, THOL. Rồi, xin giới thiệu với em, đây là cái máy chèo thuyền, máy kêu là Ruin. Thì đây là máy mới của THOL nhập các em. Cái máy này cũng là tác dụng như là cardio thì thôi, chứ nó không có gì hết á, nhưng mà cardio này cardio toàn thân phần trên. Cái máy này là cái máy đối lập với cái máy elliptical nha. Elliptical nó cardio phần đùi, còn cái này cardio phần trên là chính, mà đùi nó phụ nữa. Chúng ta có hai cái tập, một là chúng ta tập full, dùng chân đạp ra, dùng lưng kéo, dùng chân đạp ra, dùng lưng kéo, còn hai là tập lưng phích lại, cách nào cũng được cả. Nói chung là cardio cũng tập như tập, thì cái máy rất đơn giản, cứ cầm ra kéo thôi. Cái này tập lưng phê lắm á. Đó không, chèo, nó là tiếng Anh là chèo thuyền nha mấy em. Mấy em chưa biết tập bài này á, về mình tay cô mấy nhỏ làm cáo bà ba đó. Đó. Cô đá đỏ, cô đá đỏ bất hạ nha. Đó, Việt Nam mình nó chèo là chèo dày. Còn có chỗ nó chèo 2 cây vậy. Thì cái bài này đó, là nó mô phỏng vô động tác chèo dày 2 cây. Đúng không? Bài này nó vô lưng nhiều không em? Lưng tay. Cái này hít rồi, thở rồi. Kết thúc thì thở ra, bắt đầu thì hít vô. Cái này thì mình tập khoảng bao nhiêu? Anh tập 5 phút. 5 phút. Có người tập 30 phút. 30 phút là cardio cũng dữ lắm ạ. Nhiều khi mình chạy bộ mình chán quá đó. Chạy bộ đạp xe chán quá. Chạy bộ nhiều quá hư chân em. Nó bị đau cẳng chân. Thế là mấy người mà trọng lượng lớn nữa. Mỗi cái là tác dụng chứ. Không phải cái nào phải thấy cái nào đâu. Nhiều khi mà tập cái máy mà cái máy elliptical á. Với lại cái máy đạp xe đứng ngồi rồi chạy bộ. Nhiều khi em chán em chuyển qua cái này em tập. Có nghe trong làng gió đơn côi dòng thở anh lời yêu không dám. Nhưng mà được cái tập này thì nó vô cả lưng. Mốt biết cho thuyền. Phần cardio hôm nay á, thì anh sử dụng máy elliptical cho mấy em. Nói chung là THOL là một máy xịn không mà. Cái máy này nó có rất nhiều chương trình đó. Nhưng mà hôm nay anh sử dụng chương trình là Fat Burn. Tại vì lý do là đi Mỹ ăn hamburger với ăn bò với steak nhiều quá, ăn hải sản nhiều quá nó bị mập mấy em. Tết nữa, đó, hiểu không? Nên xài Fat Burn. Thì tập nhẹ thôi. Level 20, tập 5 phút liên tục. Không có interval nha. Nên giáo án dùng nguyên phổ á, từng tầng nó dễ khó khác nhau, nhưng mà nó có nhiều cách để làm cho nó khó hơn. Đó là cường độ, cách tập, nhịp tập. Và bây giờ là xong chương trình cardio của Duy Nguyễn rồi đó. Có 5 phút thôi. 5 phút mà hai máy em. Cái máy trên kia 5 phút, máy dưới đây 5 phút nữa. Thế là mình đa dạng hóa cái vấn đề cardio của mình, thay vì là mình cứ một cái là chạy bộ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cho nó đỡ nhàm chán. Đó, chính xác. Thì là cardio 10 phút. Cardio 10 phút tập gym. Bây giờ chúng ta nghỉ ít, nghỉ chừng 15 phút cho cơ thể nó về cái trạng thái bình thường. Xong rồi chúng ta phải nạp 2 muỗng súp nhen. Súp gì tùy à. Thằng thích chơi lean body, gái thì thích lean body for her. Ốm ốm thì mát, thằng thì liều quay đó, lùm la hết rồi. Tùy. Phải nạp cơ thể của anh là phải nạp 50g protein sau tập, chắc chắn. Tối thiểu phải 50g. Rồi sau đó đó, nghỉ một tiếng đồng hồ ăn cơm. Ăn cơm rồi tắm rửa đi làm mấy em, làm buổi chiều. Giờ là 12 mấy rồi. Thấy không? Tập tính hết rồi mấy em. Nói chung là gym phục vụ cuộc sống mà. Nó phải là một thằng nó tập gym nó đẹp mà nó phải kiếm tiền nhiều. Nó phải giỏi nữa.
thì nó thay cái túi quần. Ha. Túi quần. Mệt quá gồng hết nổi luôn em. Mốt gồng ơi. Cái khăn này nó lạnh nó đã thật chứ. Mấy em thấy tướng ngon không? Hàng họ đồ. Thì ok. Có đi ăn bò bít tết bên Mỹ á, ăn một phần nó tới 1.500 calo lận. Nên nó hơi uống một chút. Nói chung anh tập gì chừng 2 tháng, 3 tháng là nó ngon à. Yes. Tập lâu mà dễ mà mấy em sức nhiều. Nhiều tiền, đều đủ điều kiện hết. Đúng không? Nhà có 4 phòng gym. Sức thì uống, thích khui thôi. Thích tập nào tập, thích làm nào làm. Miễn sao ngày mình làm đủ tiếng, đủ giờ, mình đủ mục đích của mình là ok. Đó thôi là triết lý gym phục vụ cuộc sống. Mỗi thằng con ngành con nghề hết nè. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Duy Nguyễn Từ Phổ ngày hôm nay. Duy Nguyễn là gym chúa, cũng là sếp tổng ở đây luôn. Còn đây là Hương Trần là sếp phó. Trở lại video sau những năm vắng bóng, tập trung cho công việc văn phòng. Và bây giờ thì lên chắc phải 5 cân rồi đúng không? À, hồi xưa là có 48kg, giờ 52, rồi 52 lên, thôi à. Lên 4 cân. Rồi thì hy vọng là sau này Hương Trần sẽ sắp xếp được công việc của mình để quay trở lại với Gym Big. Chia sẻ những cái video tập luyện dành cho quý bà. Ồ, cho quý bà luôn. Quý bà luôn. Chứ giờ em là trâu quá xá, mạo quá thì Hồng Nhan cũng bị, còn gì là xuân em. Sao không xuân? Vẫn còn xuân mà mới có 32 à. 32 còn xuân hả? Mới có 32 thôi à. Câu này mới nghe, đúng là người ta 40, 4 mấy người ta còn hồi xuân, 32 là gì? Cái hồi xuân nó khác cái đương xuân nha. Nha. Thôi chào các bạn đi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video gym phổ của anh Duy Nguyễn hôm nay nha. Hẹn gặp lại tái ngộ trong những video của Thu Hương, những series của Thu Hương nha. Bye bye. Ghê không? Series của Thu Hương. Là một chiến binh thể hình, đồng thời là một giám đốc gymmer. Với tinh thần máu lửa nhiệt huyết, chân thật vui nhộn. Má như bức tranh. Nặng quá rồi, nặng. Được đầu tư với kinh phí siêu khủng. Tuyệt kỹ tinh hoa và đẳng cấp thể hình. Yêu vốn tập giả. Gói gọn trong Duy Nguyễn Gym Phổ tầng 5. Được ghi hình tại BBT quận 12, 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô. Máy tập Mỹ 150 triệu. Máy leverage đa dạng, chất lượng cao. Tạ PU cao cấp 100.000 trên ký. Máy tập Selectorize 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Nội thất vệ sinh xịn sò, bồn tiểu 26 triệu. Zumba, yoga, belly dance. Thiết bị cardio siêu hiện đại. Free thực phẩm bổ sung, không gian sang trọng. Giá chỉ từ 400.000 một tháng. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.